Kính chào quý vị đến với bản tin thế giới cập nhật lúc 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, như dự kiến, tối qua lãnh đạo Đài Loan Trung Quốc, bà Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Los Angeles. Bà tuyên bố nền dân chủ của Đài Loan đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Bà Thái đang trở về sau chuyến thăm Trung Mỹ và quá cảnh tại Los Angeles gặp ông McCarthy cùng các nhà lập pháp, lưỡng đảng khác tại Thư viện Ronald Reagan. Tại cuộc gặp, bà Thái nói, để giữ gìn hòa bình chúng ta phải mạnh mẽ tôi muốn nói thêm rằng chúng ta mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau ông mccarthy là nhà lập pháp cao cấp nhất gặp lãnh đạo đài loan trên đất mỹ ông nói tình hữu nghị giữa người dân đài loan và mỹ là vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với thế giới tự do điều quan trọng là phải duy trì tự do kinh tế hòa bình và ổn định khu vực ông mccarthy cho biết thêm mỹ cần tiếp tục bán vũ khí cho đài loan và đảm bảo những đợt giao hàng đó đến đúng hạn Bà Thái vào tháng 8 năm ngoái đã gặp người tiền nhiệm của ông McCarthy là bà Nancy Pelosi tại Đài Bắc. Trung Quốc đã đáp lại bằng cách tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay quanh Đài Loan. Ngay trước cuộc gặp hôm qua, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã đi qua eo biển Parsi giữa Đài Loan và Philippines. Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết đây là lần đầu tiên tàu Sơn Đông tiến hành huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương, đồng thời cáo buộc Trung Quốc tiếp tục đưa máy bay và tàu xâm phạm vùng biển và không phận Đài Loan, phá hủy hiện trạng an ninh và sự ổn định của khu vực. Tuyên bố của Đài Bắc nêu rõ, những hành động như vậy hoàn toàn không phải là hành động của một quốc gia có trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng áp lực bên ngoài sẽ không cản trở quyết tâm vươn ra thế giới của Đài Loan. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm Ba Lan. Trong cuộc gặp tại Warsaw, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ sớm gia nhập EU và nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các quan hệ hợp tác giữa hai nước để tiến tới là đối tác kinh tế lớn nhất của Ukraine. Trong cuộc hội đàm tại dinh tổng thống, hai bên cũng trao đổi các vấn đề an ninh, hợp tác kinh tế và tăng cường đối thoại chính trị. Trong cuộc họp báo chung, tổng thống Duda cũng bày tỏ sự ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay và đã có nhiều viện trợ cho Ukraine trong thời gian qua. Ba Lan sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ các hoạt động tái thiết Ukraine. Ông tin tưởng Ba Lan sẽ là đối tác kinh tế lớn nhất của Ukraine. Nhân dịp này, Tổng thống Zuzha trao tặng huân chương Đại bàng trắng cho Tổng thống Ukraine Zelensky. Hôm qua, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Anh và Ireland từ 11 tới 14 tháng 4. Tổng thống Biden trước tiên sẽ tới Belfast, Bắc Ireland để kỷ niệm 25 năm ngày ký hiệp ước thứ sáu tốt lành. Đây là thỏa thuận giữa chính phủ Cộng hòa Ireland, Vương quốc Anh và các đảng phái ở Bắc Ireland được ký kết vào ngày 10 tháng 4 năm 1998, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ trên đảo Ireland, kết thúc một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong thế kỷ 20. Sau đó, tổng thống Biden sẽ thăm Ireland và có một loạt các cuộc tiếp xúc, qua đó thảo luận hợp tác trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu. Chồng của cựu thủ hiến Scotland Nicola Trogan là ông Peter Murrell đã được thả sau khi bị bắt giữ trong cuộc điều tra về khoản quyên góp cho đảng dân tộc Scotland. Vụ việc sẽ được điều tra thêm và hồ sơ được chuyển cho các công tố viên. Phát ngôn viên của cảnh sát Scotland không nêu danh tính ông Peter Murrell nhưng cho biết người đàn ông 58 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến cuộc điều tra về tài trợ cho đảng dân tộc Scotland. Người này đã được trả tự do mà không bị buộc tội trong khi chờ điều tra thêm. Sáng qua, truyền thông địa phương cho biết ông Peter Murrell bị cảnh sát bắt giữ do nghi ngờ có liên quan đến cuộc điều tra về số tiền gần 600.000 bảng Anh, tương đương 750.000 đô la Mỹ mà chiến dịch ủng hộ Scotland độc lập năm 2017 của đảng dân tộc Scotland thu được. Tháng trước, Thủ hiến Nicola Trogan đã từ chức do sức ép từ việc không thúc đẩy được việc Scotland tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng như quyền của người chuyển giới. Thưa quý vị, 4 trẻ em đã thiệt mạng và bốn bé khác bị thương trong một vụ tấn công bằng rìu tại một nhà trẻ ở thành phố Bumenau, miền Nam Brazil. Trong thông báo trên Twitter, ông Giorgino Melo, thống đốc Ban Santa Catarina cho biết, nam nghi phạm đã bị bắt. Theo tin từ cảnh sát, nghi phạm 25 tuổi được cho là đã nhảy qua tường vào sân chơi của nhà trẻ Catinho Brom Pastor và tấn công các bé. Sau khi tấn công, nghi phạm chạy trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú. Tổng thống Lula da Silva đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông viết trên Twitter, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một gia đình mất đi con cháu, thậm chí còn đau đớn hơn trước hành động bạo lực đối với những đứa trẻ vô tội và không có khả năng tự vệ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới cập nhật lúc 10 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai.